Kính thưa quý vị, Nghị định 24 năm 2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng quy định rõ, vàng miếng do nhà nước độc quyền sản xuất, chính phủ giao cho ngân hàng nhà nước tổ chức, quản lý hoạt động sản xuất vàng miếng và cơ quan này đã chọn vàng miếng SJC làm thương hiệu vàng miếng độc quyền của quốc gia từ 10 năm nay. Nhiều chuyên gia kinh tế khẳng định đây là nguyên nhân chính khiến giá vàng trong nước, nhất là giá vàng miếng SJC luôn cao hơn giá vàng thế giới đến mức phi lý. Để bàn sâu hơn về vấn đề này, chuyên mục nhận định xin được trích dẫn ý kiến của hai chuyên gia là ông Huỳnh Trung Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam và Phó Giáo sư Tiến sĩ chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh. Mời quý vị cùng theo dõi. Từ nhiều năm nay, một số công ty sản xuất kinh doanh vàng quy mô lớn có uy tín đã đề xuất ngân hàng nhà nước cho phép nhập khẩu vàng nguyên liệu với mục đích sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ. Trong các văn bản kiến nghị, các công ty đề xuất không nhập đại trà, nhập nhiều mà chỉ xin nhập vài tấn vàng để giải bài toán nguồn nguyên liệu cho sản xuất vàng trang sức đang rất khan hiếm. Thế nhưng suốt bao nhiêu năm nay, nỗ lực xin nhập khẩu vàng nguyên liệu đều không được chấp thuận vì vướng quy định tại Nghị định 24 năm 2012. Có thể ở thời điểm ban hành Nghị định 24 năm 2012, dự trữ ngoại hối quốc gia còn mỏng nên cơ quan chức năng không cho nhập vàng nguyên liệu. Nhưng ở giai đoạn này, quy mô dự trữ ngoại hối quốc gia đã lên tới 100 tỷ đô la Mỹ. Giả sử ngân hàng nhà nước đồng ý cho nhập 5 tấn vàng cũng chỉ tốn 250 triệu đô la Mỹ, tương đương 0,25%, thì làm sao có thể gây ảnh hưởng đến tình trạng đô la hóa, vàng hóa trong nền kinh tế? Đó là chưa kể sau khi nhập khẩu vàng nguyên liệu về, các công ty này có thể chế tác rồi xuất khẩu mang ngoại tệ về cho đất nước. Nhiều nước trên thế giới đã có sàn giao dịch vàng, do đó các cơ quan quản lý cần sớm nghiên cứu thành lập sàn giao dịch vàng tại Việt Nam dưới sự quản lý và điều hành của ngân hàng nhà nước. Nếu không có sàn giao dịch vàng, sẽ khó huy động được nguồn vàng trong dân. Đồng thời, người dân cũng thiệt hại lớn do phải mua vàng trong nước với giá cao hơn so với thế giới. Trong khi đó, lại tạo lỗ hổng cho đối tượng buôn lậu vàng trục lợi. Nghị định 24 được ban hành từ năm 2012 nhằm mục đích chống đô la hóa, chống vàng hóa nền kinh tế, cũng như ổn định giá vàng và phát triển thị trường vàng trong nước theo hướng liên thông với thị trường vàng quốc tế. Mục tiêu chống đô la hóa, vàng hóa đã đạt được, riêng mục tiêu phát triển ổn định và bền vững thị trường vàng thì chưa đạt được. Bằng chứng là giá vàng SJC quá đắt đỏ so với thế giới. Vì vậy, tôi cho rằng đã đến lúc các cơ quan liên quan, mà nhất là ngân hàng nhà nước, cần xem xét một cách nghiêm túc việc sửa đổi Nghị định 24, không nên để tình trạng độc quyền sản xuất một thương hiệu vàng quốc gia SJC như hiện tại nữa. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về vloa@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.